Bước qua năm mới, năm em chơi lớn xem ai kia có trầm trồ. Lần hiếm hoi, năm em khoe ảnh gợi cảm trên trang cá nhân, năm em nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng về sắc vóc. Trên trang cá nhân, năm em ngay chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng trong vòng tắm. Trong ảnh, người đẹp khéo léo khoe vai trần cùng đôi chân dài trước ống kính. Kèm theo đó, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long viết: "Hạnh phúc là khi bạn biết yêu bản thân mình." Loạt ảnh này nhận được hơn hàng ngàn lượt thích và hàng trăm lượt bình luận. Được biết, đây là lần hiếm hoi mỹ nhân sinh năm 96 đăng tải hình ảnh gợi cảm trên trang xã hội. Trước đó, cô theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính và thường xuất hiện với những bộ cánh kín đáo tại các sự kiện. Với phần bình luận, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước bức ảnh mà năm em đăng tải. Một người xem bình luận: "Ôi trời ơi, từ lúc theo dõi đến giờ, lần đầu tiên mình thấy năm em sexy như vậy đó. Bạn thật xinh đẹp." Người xem khác chia sẻ: "Hôm qua kính cổng cao tường, thậm chí là nam tính mà hôm nay gợi cảm quá đi." Đồng thời, cũng không ít khán giả bày tỏ sự đồng tình trước quan điểm yêu bản thân của người đẹp Tiền Giang. Một tài khoản bình luận: "Chính xác, hạnh phúc là khi bạn yêu chính bản thân mình. Năm mới mong năm em tập trung, chỉnh chu để thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bên cạnh đó, mong bạn hãy đầu tư cho nhiều sản phẩm âm nhạc vì giọng hát của bạn rất ấn tượng. Còn tình yêu, đừng suy nghĩ nữa, 30 tuổi rồi hãy tính." Người xem khác nhắn nhủ: "Yêu bản thân đó là cách cư xử trí tệ nhất đó cô gái ơi, làm cho mọi người phải ngưỡng mộ nhé. Làm đẹp, ăn mặc sang chảnh lên nha bé. Không phải làm để ai đó tiếc nuối mà chỉ đơn giản là mình yêu bản thân mình thôi." Một khán giả nêu ý kiến. Được biết, ở thời điểm hiện tại, năm em đang hẹn hò lãnh thanh, cặp đôi xác nhận yêu nhau hồi cuối năm 2020. Sau khi bước ra từ chương trình Vô Lăng Tình Yêu, người đẹp sinh năm 96 khẳng định tình cảm mà cô dành cho nam diễn viên là thật chứ không phải chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Nhưng lãnh thanh thì vẫn ửng mờ trước tình yêu của nam em. Lúc thì bảo yêu, lúc thì bảo không yêu. Đến thời điểm hiện tại, nam em thật sự đã dứt tình. Hy vọng người đẹp sẽ không còn bị tình yêu làm cho đau đớn khổ nữa. Nam em, cô gái được xứng đáng được hưởng nhiều hạnh phúc hơn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.